Bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng nói Việt Nam và công ty Alo Media phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua chương trình Kinh doanh và Pháp luật đã nhận được yêu cầu tư vấn từ một doanh nghiệp với nội dung như sau. Năm 2020, bà N, bà H, ông L và ông S cùng góp vốn thành lập công ty kinh doanh phân bón K. Vốn điều lệ của công ty là 10 tỷ đồng. Theo thỏa thuận vốn góp, ông S góp vốn 30% bằng quyền sử dụng đất và tài sản là ngôi nhà trên đất của mình. Giá trị thực tế mảnh đất và ngôi nhà vào thời điểm góp vốn là 2,2 tỷ đồng tiền mặt. Song do có quy hoạch mở rộng mặt đường trong vòng 4 năm, nhà của ông S dự kiến sẽ ra mặt đường nên giá trị sẽ tăng cao. Do vậy, các bên nhất trí định giá tài sản này là 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2023, có thông tin về quy hoạch cụ thể cho thấy phần đất mà ông S đã dùng để góp vốn lại không thuộc diện sẽ được mở rộng ra mặt đường, nên giá của tài sản này vẫn giữ nguyên giá là 2,2 tỷ đồng. Bởi vậy, các thành viên khác của công ty đã yêu cầu ông S phải nộp bổ sung số tiền tương đương là 800 triệu đồng nếu như muốn giữ nguyên quyền sở hữu chiếm 30% vốn điều lệ. Vậy yêu cầu của các thành viên trong công ty có phù hợp với các quy định của pháp luật hay không? Chương trình hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với luật sư Trần Thanh Huyền, luật sư thành viên công ty luật NH Quang và Cộng sự để giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về vấn đề này. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào luật sư Trần Thanh Huyền ạ. Trước tiên xin được cảm ơn luật sư Trần Thanh Huyền đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thứ ba, trong vụ việc nêu trên thì việc các thành viên trong công ty yêu cầu ông S góp thêm vốn liệu có phù hợp với các quy định của pháp luật hay không ạ? Chúng ta có thể định giá theo hai cách và có hai thời điểm định giá. Một là thời điểm thành lập công ty và hai là thời điểm trong cái quá trình hoạt động kinh doanh của công ty. Ở thời điểm thành lập công ty thì pháp luật cho phép là các cái cổ đông thành viên sáng lập có thể định giá với nhau hoặc là thuê một tổ chức có chức năng định giá để định giá. Và nếu chúng ta tự định giá với nhau thì chúng ta phải chịu trách nhiệm về cái việc định giá đấy. Còn ở cái thời điểm mà công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh thì hội đồng thành viên của công ty đối với công ty trách nhiệm hạn có 2 thành viên trở lên hoặc hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần thì sẽ có thể là định giá cùng với cái người góp vốn vào công ty và cũng trên cái nguyên tắc thống nhất. Thế thì quay lại ở đây thì rõ ràng là công ty K và ông F rõ ràng ngay từ đầu các thành viên đã có định giá với nhau và đều nâng lên, tăng lên là cũng là hoàn toàn là tự nguyện. Thế thì luật đã quy định rồi, khi mà anh định giá thì các thành viên phải liên đới chịu trách nhiệm nếu như có cái chênh lệch giữa giá trị định giá với cái giá trị thực của tài sản ở cái thời điểm định giá. Thế thì ở đây là nó đang bị chênh lệch khoảng 800 triệu. Quan điểm của tôi ở đây là việc công ty mà các thành viên còn lại yêu cầu ông S là phải nộp cái khoản tiền đấy vào thì không hợp lý. Ở đây là gì? Tất cả các thành viên đã tham gia vào quá trình định giá này phải chịu trách nhiệm cùng với ông S và chịu trách nhiệm với công ty cả. Vâng thưa bà, khi góp vốn bằng bất động sản nói riêng và các loại tài sản khác không phải là Việt Nam đồng nói chung thì các bên sẽ cần phải lưu ý những gì nữa ạ? Nếu mà chúng ta đọc trong luật doanh nghiệp vậy thì chúng ta thấy là luật quy định có vẻ là rõ như là nếu như mà các anh tự định giá thì các anh phải tự chịu trách nhiệm, liên đới chịu trách nhiệm cùng nhau. Nhưng mà liên đới chịu trách nhiệm như thế nào? Nó không rõ ràng. Thì lúc đấy thì sao ạ? Lúc đấy thì chúng ta sẽ liên đới chịu trách nhiệm bằng tỷ lệ góp vốn của các thành viên trong công ty hiện tại hay là chúng ta sẽ theo một cái tỷ lệ nào đây? Nếu các bên không có thỏa thuận thì rõ ràng ở cái thời điểm mà chúng ta xác định trách nhiệm là nó sẽ bị gì ạ? Bị tranh chấp. Thế thì pháp luật doanh nghiệp cũng cần bổ sung rõ ràng cái việc đó. Nếu như mà chúng ta góp vốn bằng tài sản mà không phải bằng tiền, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo cái tài sản đưa vào góp vốn là hợp pháp. Tài sản đấy pháp luật phải cho phép góp vốn và thứ hai nó thuộc quyền sở hữu sử dụng hợp pháp của người góp vốn. Ít nhất hai tiêu chí đấy chúng ta phải đáp ứng. Thứ hai là gì? Cái việc định giá phải dựa trên nguyên tắc công bằng, chính xác. Không được khống lên cũng không được thấp đi thì rõ ràng nó sẽ hạn chế được cái rủi ro. Và cái thứ ba là đấy là xác định thời điểm chuyển giao tài sản. Còn ngoài ra thì tôi nghĩ rằng như thế này cũng để tránh những cái rủi ro trong tương lai thì các cái tài liệu pháp lý của công ty cũng phải thể hiện rõ ràng những cái nguyên tắc định giá, những các vấn đề như vậy trong điều lệ hoặc có thể là trong các cái thỏa thuận mà các thành viên cổ đông ký với nhau. Và trong cái quá trình hoạt động chúng ta có sổ đăng ký cổ đông, chúng ta có giấy chứng nhận sở hữu phần vốn góp cấp thì chúng ta cũng xác định rõ loại tài sản, thời điểm chuyển giao tài sản, thời điểm hoàn thành nghĩa vụ góp vốn. Thì tôi nghĩ là khi mà chúng ta đã có lập ra được một cái trình tự pháp lý rõ ràng, cẩn thận và minh bạch như vậy thì các cái câu chuyện tranh chấp nó sẽ hạn chế rất nhiều trên thực tế. Vâng, xin được cảm ơn bà.
Chương trình Kinh doanh và Pháp luật xin được trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Pháp lý Liên ngành cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã hỗ trợ thực hiện. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ, quý vị vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháp luật.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.